Tiếp tục chương trình sẽ được chuyển sang phần tin thế giới với các nội dung đáng chú ý sau đây. Như quan Akihito thoái vị để nhường ngôi cho con trai là hoàng thái tử Naruhito trong một buổi lễ được tổ chức long trọng ở hoàng cung. Afghanistan tổ chức đại hội đồng các bộ tộc với sự tham dự của hơn 3.000 quan chức và chính trị gia trên khắp đất nước để thảo luận về cuộc chiến hiện nay cũng như các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban. Thưa quý vị, Nhật Bản đã chính thức kết thúc một kỷ nguyên, Hôm nay, Nhật Hoàng Akihito đã thoái vị và kỷ nguyên Bình Thành kéo dài 3 thập kỷ của nước Nhật cũng chấm dứt. Khi kỷ nguyên Bình Thành kết thúc, người dân Nhật Bản sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới với tên gọi lệnh hòa và Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào ngày mai. Chiều nay, Nhật Hoàng Akihito đã thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito trong một buổi lễ được tổ chức long trọng ở Hoàng Cung. Đây là vị Hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản sinh ngày 23 tháng 12 năm 1933, Nhật hoàng Akihito là con trai của Nhật hoàng Hirohito và hoàng hậu Kojun. Ông lên ngôi vào tháng 1 năm 1989. Tại buổi lễ thoái vị của Nhật Hoàng diễn ra chiều nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thay mặt công chúng thể hiện lòng biết ơn tới Nhật Hoàng Akihito. Thủ tướng Abe nói rằng Nhật Hoàng Akihito đã hoàn thành trách nhiệm của mình như là biểu tượng của Nhật Bản. Ông nói rằng, cặp đôi hoàng gia được biết đến với những chuyến đi để an ủi các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên đã mang đến cho người dân Nhật Bản lòng can đảm và hy vọng. Hoàng đế sau đó dành những lời cuối cùng cho mọi người trong vai trò hiện tại của mình. Nhật hoàng Akihito nói: "Kể từ khi lên ngôi cách đây 30 năm, tôi đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trong vai trò Thiên hoàng với sự tin tưởng và tôn trọng dành cho người dân. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có thể làm được như vậy." Nhân dịp nhà vua Nhật Bản Akihito thoái vị trở thành thượng hoàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới thượng hoàng Nhật Bản Akihito. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của thượng hoàng Akihito đối với đất nước con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà vua Nhật Bản năm 2017 khi thượng hoàng Akihito còn tại vị. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nằm trong số những lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc tới Nhật hoàng Akihito ông Trump đã bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko. Tổng thống Halima Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore cũng đã gửi lời chúc sức khỏe tốt, hạnh phúc tới Hoàng đế Nhật Bản. Thủ tướng Lý Hiển Long nói, Lòng từ bi của Ngài, tình cảm của Ngài dành cho người dân và cam kết không ngừng nghỉ đối với hòa bình đã truyền cảm hứng và dẫn dắt Nhật Bản đối phó với những thách thức. Ông Lý Hiển Long nói rằng Hoàng đế Akihito có thể tự hào về vị trí của Nhật Bản trên thế giới. Nhật hoàng Akihito lên ngôi từ năm 55 tuổi sau cái chết của cha mình. Ông là người đầu tiên được lên ngôi theo hiến pháp sau chiến tranh, xác định vai trò là biểu tượng của nhà nước. Ông thường xuyên có mặt trong các dịp lễ nghi long trọng. Ông cũng đã đi khắp Nhật Bản để thăm các khu vực bị thiên tai, các cơ sở cho người khuyết tật và đài tưởng niệm cho người chết trong chiến tranh. Ngày 7 tháng 1 năm 1989, hoàng thái tử Akihito thừa kế ngai vàng sau khi vua cha băng hà. Trong một phát biểu, ông cho biết tôi hy vọng sẽ xây dựng một lối sống mới cho hoàng tộc sao cho phù hợp với thời đại. Năm 1991, Nhật Hoàng tới thăm trung tâm sơ tán ngay sau khi núi lửa ở phía nam Nhật Bản phun trào vào năm 1991. Từ đó đến nay, bất cứ lúc nào thảm họa xảy ra với Nhật Bản, người Nhật lại nhìn thấy hình ảnh của Nhật Hoàng và Hoàng hậu đích thân đến thăm các nạn nhân. Trong đó phải kể tới trận động đất Kobe năm 1995. Khi trận động đất và sóng thần Tohoku diễn ra năm 2011, Nhật hoàng và hoàng hậu cũng đến tận nơi để thăm hỏi các nạn nhân tại trung tâm sơ tán. Không chỉ vậy, cặp đôi hoàng gia này còn rất quan tâm đến những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Do những dịp đặc biệt, họ thường đến thăm người già ở trại dưỡng lão và người khuyết tật. Năm 2015, Nhật hoàng Akihito đã lần đầu tiên tuyên bố bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về chiến tranh thế giới thứ hai tại một lễ tưởng niệm những người đã ngã xuống trong chiến tranh. Ông và hoàng hậu đã thăm Okinawa 11 lần. Đây là nơi kết thúc cuộc chiến đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Trong lễ tưởng niệm, ông nói: "Tôi tin rằng việc ghi nhớ những người đã hy sinh trong thế chiến thứ hai là rất quan trọng." và rằng hòa bình và thịnh dưỡng sau chiến tranh ở Nhật được xây dựng trên sự hy sinh và những nỗ lực không mệt mỏi của rất nhiều người dân Nhật Bản. Chúng tôi phải kể truyền thống lịch sử đó một cách chính xác cho các thế hệ được sinh ra sau chiến tranh. Tháng 2 chiều qua, Nhật Bản kỷ niệm 30 năm Nhật Hoàng tại dị. Tại buổi lễ này, Nhật Hoàng bày tỏ sự biết ơn đối với người dân. Ông nói, Thật may mắn khi tôi đã làm tròn bổn phận của mình trên cương vị Nhật Hoàng cùng với sự giúp đỡ của mọi người. Thưa quý vị, khi Thái tử Naruhito đăng quang vào ngày 1 tháng 5 và trở thành Nhật hoàng thứ 126, thì đất nước Nhật Bản sẽ chính thức bước vào triều đại mới với niên hiệu lệnh hòa. Sự chuyển giao lịch sử này được kỳ vọng là một điều thực sự mới mẻ, mở ra cánh cửa cho một kỷ nguyên tươi sáng. Thủ tướng Shinzo Abe lý giải rằng niên hiệu lệnh hòa ý chỉ mùa xuân và sự đổi mới, nhưng cũng chứa đựng hy vọng về một tương lai nở hoa với Nhật Bản. Với tiềm năng mạnh mẽ của Nhật Bản, người dân nước này kỳ vọng chính quyền của Thủ tướng Abe có thể thúc đẩy đất nước thoát khỏi thời đại bình thành, ảm đạm sắp kết thúc. Những tiến bộ cho nỗ lực của Thủ tướng Abe là không thể phủ nhận. Tiêu biểu là việc thực hiện chương trình kinh tế mang đậm dấu ấn cá nhân Abe numic Chính quyền AB cũng thúc đẩy thông qua một chương trình nghị sự an ninh quốc gia và đạt được tiến bộ đáng kể về các chính sách tìm kiếm lâu dài. Dù mục tiêu sửa đổi hiến pháp vẫn chưa được thực hiện, Ông Abe còn nâng cao hồ sự quốc tế của Nhật Bản với các sáng kiến ngoại giao tích cực và thành công như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương hay Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế EU-Nhật Bản. Nhưng sau tất cả những thành công đó, ông Abe dường như vẫn chưa đạt được mục tiêu cốt lõi là hướng đến sự hồi sinh của Nhật Bản. Nền kinh tế Nhật Bản đang làm tốt hơn nhưng vẫn trong trạng thái giật lộn. Mục tiêu lạm phát 2% còn ngoài tầm giới nợ quốc gia tiếp tục gia tăng, trong khi cải cách cơ cấu mới chỉ dừng ở mức độ hứa hẹn hơn là thực tế. Trở ngại thách thức nhất, nhân khẩu học khiến Nhật Bản bị xem là quốc gia xám nhất thế giới, có lòng duy trì mạng lưới an sinh xã hội với một kim tự tháp bị đảo ngược và ngày càng co lại. Chính phủ Nhật Bản mới đây đã chấp nhận giảm 20% dân số, đồng nghĩa với việc giữ mức 100 triệu, hiện tại là 127 triệu người. Song nguy hiểm hơn lại nằm ở tư duy của người Nhật thành công của đất nước đã tạo ra một nền văn hóa thoải mái và tự mãn khiến cải cách bị cản trở. Chính xác hơn, Nhật Bản không phải không thay đổi, nhưng sự chuyển đổi được đánh giá là chưa bắt kịp tốc độ cần thiết. Lệnh hòa là cái tên mới mang đến những kỳ vọng về sự trở mình của đất nước, nhưng những mới mẻ thực sự sẽ chỉ xuất hiện một khi người Nhật sẵn sàng thay đổi. Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Sung Chun, người phụ trách mối quan hệ với Triều Tiên cho rằng, quan hệ liên triều còn phải đi qua chặng đường dài. Phát biểu với báo giới, ông Kim Jong Chun nhấn mạnh, mối quan hệ liên triều còn phải đi qua chặng đường dài và đối mặt nhiều thách thức, song đây là con đường chúng ta cần trải qua. Ông Kim Jong Chun tái khẳng định quyết tâm của Seoul nhằm đạt mục tiêu kiến tạo hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul cần tiến hành thêm các biện pháp cải thiện quan hệ song phương, trong khi phía Mỹ kêu gọi Hàn Quốc điều chỉnh tốc độ hòa giải với Triều Tiên do có quá ít tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua còn bày tỏ tin tưởng rằng các lệnh trừng phạt liên tục sẽ giúp đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các hoạt động xuất khẩu dầu bất chấp những sức ép từ Mỹ. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Rouhani nhấn mạnh, Việc Mỹ quyết định đưa hoạt động xuất khẩu dầu của Iran về con số 0 là một sự lựa chọn sai lầm và chúng tôi sẽ không để quyết định này được thực thi. Trong vài tháng tới, người Mỹ sẽ thấy chúng tôi tiếp tục xuất khẩu dầu. Tổng thống Rouhani khẳng định, nếu Mỹ có thể chặn một con đường xuất khẩu dầu của Iran thì Tehran sẽ tìm các biện pháp khác. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Khalid Al-Fali khẳng định, nước này sẵn sàng thay thế Iran để đáp ứng nhu cầu của các khách mua dầu mỏ sau khi Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với những quốc gia mua dầu của Tehran. Trong cuộc họp nội các sáng nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các bộ trưởng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chuyển thủ đô ra khỏi hòn đảo Java trong vòng 10 năm tới. Tại cuộc họp, ông Widodo cho biết kế hoạch chuyển đổi thủ đô của Indonesia đã có từ thời Tổng thống Sukarno. Trải qua nhiều đời Tổng thống, kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay thành phố Jakarta đã trở nên quá tải với dân số ngày một tăng, giao thông ách tắc và thường xuyên bị ngập lụt khi triều cường lên. Theo nhà lãnh đạo Indonesia, Jakarta hiện nay phải chịu gánh nặng khi vừa là trung tâm chính trị, vừa là trung tâm dịch vụ và thương mại, ông nói: "Khi chúng ta đồng ý đưa đất nước tiến lên, câu hỏi đầu tiên là liệu thành phố Jakarta có thể chịu hai gánh nặng cùng một lúc không?" Việc chuyển đổi thủ đô không phải là điều có thể làm trong thời gian ngắn, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc chọn địa điểm, tính đến các yếu tố địa chính trị, địa chiến lược, cơ sở hạ tầng và nguồn kinh phí. Ungkido đồng thời bày tỏ tin tưởng kế hoạch chuyển đổi thủ đô chắc chắn sẽ thực hiện được. Hiện nay, đảo Kalimantan là tâm điểm bàn bạc để trở thành thủ đô mới của Indonesia. Hôm qua, Afghanistan tổ chức đại hội đồng các bộ tộc với sự tham dự của hơn 3.000 quan chức và chính trị gia trên khắp nước này để thảo luận về cuộc chiến hiện nay cũng như các nỗ lực của Mỹ đạt được thỏa thuận hòa bình với phong trào Taliban. Đây được coi là cuộc họp lớn nhất kiểu này trong lịch sử hiện đại của Afghanistan. Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài 4 ngày ở Kabul, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhấn mạnh, Chúng tôi muốn làm rõ đường lối đàm phán với Taliban. Chúng tôi muốn lời khuyên rõ ràng từ tất cả các vị, Ông tuyên bố cần phải thiết lập được hòa bình để phát triển kinh tế và giúp đất nước giảm bớt phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài. Cuộc họp Đại hội đồng các bộ tộc Afghanistan diễn ra trong bối cảnh các đại diện của Mỹ và Taliban đang đàm phán về khả năng rút các lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và một số cam kết từ Taliban. Chính phủ của ông Ghani hy vọng hội nghị sẽ đặt ra một số điều kiện của Kabul đối với bất cứ thỏa thuận nào, trong đó có việc duy trì hiến pháp, bảo vệ quyền của nữ giới và truyền thông. Kinh truyền thông của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hôm qua công bố một video đe dọa được cho là đến từ lãnh đạo Abu Ba'an Baghdadi. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Baghdadi kể từ khi IS được tuyên bố thành lập 5 năm trước. Trong đoạn video dài 18 phút đăng tải trên al một người đàn ông có râu dài và rậm với vẻ ngoài giống Baghdadi nói rằng vụ đánh bom ngày lễ phục sinh ngày 21 tháng 4 ở Sri Lanka là phản ứng của IS với những tổn thất trong thành trì cuối cùng ở Syria. IS tuyên bố vẫn đang tìm cách trả thù cho các thành viên bị bỏ tù và giết chết, kêu gọi các phần tử hoạt động ở TV nhân rộng các cuộc tấn công chống lại, thập tự chinh pháp và các đồng minh. Theo hãng tin Reuters, tính xác thực và ngày ghi hình của video không thể được xác minh độc lập. Đây là video đầu tiên của Baghdadi kể từ khi các hình ảnh được quay lại thành phố Mosul của Iraq năm 2014 xuất hiện. Ở cuối video, một cấp dưới chuyển các tập tin cho Baghdadi với nhãn dán một số quốc gia hoặc khu vực mà IS đang hoạt động, bao gồm Somalia, bán đảo Sinai Ai Cập, Tây Phi, Yemen và Libya. Cơ tin tình báo Mỹ CIA chưa lên tiếng về video này.